Mã số tiếp theo là mã số 31, Balasolic CL307. Cái này thì hình thức cũng đẹp 90% các bạn nhé. Đấy, mặt bàn là thì đẹp thôi rồi, mới 99% luôn, 100V 1200W. Này thì là dòng size trung, thì là cái đường kính của tổng chiều dài của bàn là tầm 17cm và chiều ngang là 10 các bạn nhé. Đế đế còn đẹp luôn, nguyên zin. Cách chức sức sử dụng thì rất đơn giản. Đây cái cần gạt chỉnh các bạn nhật nhé, đây tắt này, nhật tăng dần này, vừa này, trung bình này, cao này, tùy theo cái chất liệu vải các bạn chọn tùy theo. Mã số 31. Đây cái vị trí các bạn cho nước sạch vào trong đây. Ở đây có hai cần trạng thái, một cần là bật xuống này để ra hơi, còn là tắt hơi các bạn nhé. Các bạn ấn cao lên này, đây là cái để các bạn xì ra. Đấy, rất là mạnh luôn. Đấy, cái này các bạn có thể là đứng cũng được, tại vì là hơi ra rất là mạnh mà. Đặc biệt các dòng bàn là không dây hơi nước của Nhật Bản thì anh em yên tâm, các bạn dùng có thể là đứng này được, nước rất là mạnh này. Đấy, con này nước rất là phê. Con này thì nó không có phần tia nước mà chỉ có phần hơi nước thôi các bạn nhé. Đấy, giá 900k, bao ship, mã số 31 luôn. Đấy, khi mà nhiệt đủ nó sẽ hết sáng đèn nhé.